Hồi thứ 69 Bói chu dịch quản lộ biết cơ, đánh Tào Man năm người tử tiết. Lại nói khi ấy, Tào Tháo thấy trong cơn gió to, trời tối sầm lại. Những thây xác đứng cả dậy, khiếp sợ ngã lăn xuống đất. Một lát gió yên, những thây người biến đi đâu mất cả. Tả hữu vực Tháo về cung, từ đấy Tháo kinh hãi thành bệnh. Người sau có thơ khen tả từ rằng Cưỡi gió tung mây khắp mọi nơi Độn hình biến phép thỏa lòng vui Khéo bày những thuật thần tiên lạ Dạy tháo không nghe, gẹo tháo chơi Tháo tháo mắc bệnh, chữa thuốc mãi không khỏi Có quan thái sử thừa là hứa chi Từ hứa xương đến ra mắt Tháo say chi, bói dịch xem lành giữ làm sao Chi thưa, đại vương có nghe tiếng quản lộ xem bói hay như thần hay không? Hào nói, ta cũng có biết tiếng, nhưng chưa biết nghề nghiệp y thế nào. Người thử kể rõ cho ta nghe. Chi thưa, quản lộ tên tự là công minh, người ở bình nguyên. Hình dung xấu xí, tính khí bông lông hay rượu. trai làm quan trưởng ở làng Tức Khâu, quận lang re y từ thuở nhỏ thường hay ngẩng mặt lên trời xem các vì sao ham xem không ngủ cha mẹ cấm cũng không được y thường nói gà nhà chim đồng còn biết thời tiết huống chi là người thổ bé chơi đùa với trẻ hàng xóm hay vẽ xuống đất làm thiên văn chia bày ra chỗ thì mặt trăng chỗ thì mặt trời chỗ thì sao nọ sao kia vừa lớn lên học sách chu dịch, hiểu được hết nghĩa thâm thúy, nhìn chiều gió mà biết điều tốt xấu, và xem số tướng cũng thần tích lắm. Quan thái thú ở quận Lang Gia là Đan Tử Xuân nghe tiếng mời lộ đến chơi. Bây giờ trong đám khách hơn 100 người toàn là tay giỏi mồm ép cả. Lộ nói với Tử Xuân rằng, tôi còn ít tuổi, khí trong quả mật chưa vững, Vậy xin ba thang rượu ngon uống rồi mới địch được với khách. Tử Xuân lấy làm kỳ dị, liền cho uống rượu. Lộ uống xong hỏi rằng, những vị muốn đối lời với tôi có phải là khách của phủ quân kia không? Tử Xuân nói, chỉ ta với người mở cờ đánh trống đối địch với nhau thôi. Nói đoạn hai người bàn luận về nghĩa lý kinh dịch. Lộ bàn nói rắn giỏi, lời nào cũng sâu sắc. Tử Xuân hỏi căn hỏi vặn. Lộ đối đáp như nước chảy. Từ sáng đến chiều, không tưởng gì đến ăn uống. Tử Xuân và bọn khách ai cũng chịu là giỏi. Bởi thế lộ nổi tiếng, thiên hạ gọi là thần đồng. Về sau, có kẻ thường dân là Quách Ân. Ba anh em cùng phải bệnh thoạt chân, mời lộ đến xem bói. Lộ nói, nhà ngươi có một ngôi mộ thay trong mộ nếu không phải bác thì là thím ngươi khi trước gặp năm mất mùa đói kém ngươi vì vài thương gạo đẩy người ấy xuống giếng rồi lấy đá to đè vỡ cả đầu cái hồn ấy đau đớn kêu oan với trời cho nên anh em nhà ngươi chịu quả báo không sao cũng vái được đâu anh em họ quách khóc lóc chịu tội quan thái thú ở an bình là vương cơ biết lộ tài bói mới đến chơi nhà. chợt có quan huyện tín đô cũng đến đấy. quan huyện có người vợ thường hay nhức đầu và có một con thường hay đau bụng nhờ lộ bói xem ra làm sao. lộ nói góc tây nhà có hai cái từ thi đàn ông. một thầy cầm mâu, một thầy cầm cung tên, đầu ở trong vách, chân thò ra ngoài. thầy cầm mâu đâm vào đầu cho nên nhức đầu. Thầy cầm cung tên bắn vào bụng cho nên đau bụng. Quan huyện sai đào đất sâu tám thước. Quả nhiên có hai cái áo quan. Một quan có cây mâu, một quan có cây cung bằng sừng và tên đã mục xuống. Lộ sai đem hài cốt ra ngoài thành, mười dặm mà chôn. Vợ con quan huyện từ đấy khỏi bệnh. Quan huyện quán đào là gia cát nguyên đổi đi làm thái thú ở Tân Hưng. Lộ đi tiễn, có tiếng đồn lộ biết được cả những vật úp kín. Gia Cát Nguyên không tin, mới lấy một quả trứng chim én, một tổ ong, một con nhện, bỏ vào ba cái hộp. Sai lộ hỏi xem có biết không? Lộ gieo quẻ xong, trên mỗi một hộp viết ba câu. Một là ngậm khi phải biến, thường ở góc nhà sống mãi thành hình lông cánh bay ra. Đây hẳn là trứng chim én. Hay là nhà cửa treo ngược, cửa ngõ rất nhiều, chứa tinh nuôi độc, đến thu mới nở. Đây hẳn là tổ ong. Ba là chân dài nghêu ngao, nhà tơ trăng lưới, tìm lưới kiếm ăn, lợi về ban đêm. Đây hẳn là con nhện. Cả đám ngồi đấy ai cũng giật mình. Trong làng có một bà lão mất trâu tìm đến xem bói. Lộ đoán rằng có bảy người ăn trộm trâu đang mổ ở bến Bắc Khê. Đi tìm ngay thì hãy còn ra thịt. Bà ta đến đó quả nhiên có bảy người đang nấu thịt trâu ăn uống với nhau trong một cái nhà danh. Bà đi trình quan thái thú ở quận ấy là Lưu Minh bắt gọn cả bảy người trị tội. Quan thái thú đó hỏi bà lão tại sao bà biết? Bà ta liền kể chuyện quản lộ bói giỏi như thần. Lưu Mân không tin, mời đến phủ. Lấy cái túi đựng ấn và một cái lông gà núi bỏ vào trong hộp. Sai lộ bói. Lộ bói một cái đoán rằng. Trong vuông ngoài tròn, tỏa ra năm sắc, chứa vật báu, giữ điều tin. Khi dùng ra thì có phép tắc. Đấy hẳn là cái túi đựng ấn. Còn một cái đoán rằng trong núi có con chim hình như gấm áo đỏ lông cánh chỗ đen chỗ vàng gáy không sai giờ đây hẳn là lông con gà rừng Liều mân thất kinh chịu là giỏi đãi làm khách quý hạng nhất một hôm lộ ra ngoài ô chơi thấy một người tuổi trẻ đang cày dưới ruộng lộ đứng bên đường ngắm một lúc lâu rồi hỏi tên tuổi người ấy người ấy nói tên là triệu nhan 19 tuổi. Nhàn lại hỏi lộ. Lộ đáp. Ta là quản lộ đấy. Thấy những mi ngươi có tử khí. Ba ngày nữa tất chết. Ta tiếc cho ngươi. Mặt mũi sáng sủa thế mà không được thọ. Triệu Nhan vội vàng về nhà thuật lại chuyện với cha. Cha thấy vậy chạy theo tìm được quản lộ. Khóc lệ xuống đất mà nói rằng. Xin mời ông về chơi cứu cho con tôi. Lộ nói, số trời đã thế cứu làm sao được ông lão kêu lên rằng tôi đã già rồi chỉ có một đứa con này xin ngài dù lòng thương mà cứu cho triệu nhan cũng khóc lóc xin cứu lộ thấy hai cha con thiết tha lắm mới bảo triệu nhan rằng người về kiếm lấy một bình rượu ngon một đĩa nem hưu ngày mai đem vào trong núi nam sơn tìm đến một chỗ gốc cây to có hai người ngồi đánh cờ trên tảng đá lớn. Một người ngoảnh mặt về nam, mặc áo bào trắng, mặt mũi dữ tợn. Một người ngoảnh mặt về bắc, mặc áo bào đỏ, mặt mũi đẹp đẽ. Người nên chờ lúc hai người đánh cờ đang mê mải, thì quỳ dâng rượu và nem hưu lên. Đợi ăn uống xong sẽ khóc mà cầu thọ, thì chắc là được sống lâu. Nhưng chớ có nói là ta xui nhé ông lão giữ lộ ở lại chơi. Hôm sau, Triệu Nhen đem rượu và nem vào núi Nam Sơn. Đi độ năm sáu dặm, quả nhiên thấy có hai người ngồi trên tảng đá dưới gốc cây đang chơi cờ, không nhìn ra đến ngoài. Triệu Nhen quỳ dưới đất dâng rượu lên. Hai người đang ham đánh, thấy có rượu thì cứ uống hết nhẫn. Bây giờ Triệu Nhen mới lạy xuống cầu thọ hai người giật mình. Người mặc áo đỏ nói rằng, đây hẳn là quản tử xui đây, nhưng chúng ta đã chốt ăn của họ thì phải thương nó. Người mặc áo trắng bèn dơ quyển sổ bên mình ra xem, rồi bảo với Triệu Nhan rằng, Mày năm nay 19 tuổi, đáng chết. Bây giờ tao thêm chữ cửu vào trước chữ thập cho mày. Thì mày sống lâu được 99 tuổi. Mày về bảo với quản lộ từ giày không được tiết lộ thiên cơ ra nữa nếu không chừa đi thì tất trời phạt đấy. người mặc áo đỏ cầm bút viết một chữ cơn gió thơm thổi qua hai người hóa ra hai con hạc trắng bay vút lên trời triệu nhan về hỏi lại quản lộ lộ nói ông mặc áo đỏ là sao nam đầu ông mặc áo trắng là sao bắc đầu triệu nhan hỏi tôi nghe sao bắc đầu có chín ngôi sao ở đây chỉ có một người? Lộ nói, tan ra thành chín, hợp lại là một. Bắc đầu thì chú tử, nam đầu thì chú sinh. Này đã được thêm số sống lâu, người phải lo gì nữa? Hai cha con lại tạ. Từ bây giờ, quản lộ cũng sợ tiết lộ thiên cơ, không dám bói lung tung nữa. Người ấy hiện đang ở Bình Nguyên. Đại vương muốn biết việc hay giờ Sao không chịu đến mà hỏi? Thao mừng lắm. Lập tức sai người đến Bình Nguyên mời quản lộ. Lộ đến. Thao sai bói việc tả từ. Lộ nói. Việc ấy chẳng qua là một phép ảo thuật. Có việc gì mà phải lo. Thao yên tâm. Từ đó dần dần khỏi bệnh. Lại sai quản lộ bói việc thiên hạ. Lộ gieo quẻ xong. Nói. Ba tám tung hoành. Lợn vàng gặp hổ, mé nam núi định quân, tất gãy một cánh tay. Tháo lại say bói xem mình chuyển ngôi được dài hay ngắn. Lộ bói xong nói, trong cung sư tử để yên thần vị, đạo vương đổi mới, con cháu rất quý. Tháo hỏi lại cho rõ, lộ thưa rằng, số trời mà bịt khó biết trước được, để nghiệm về sau thì khác biết tháo muốn phong cho lộ làm quan thái sư lộ nói tôi vốn mệnh bạc tướng cùng không xứng chức ấy tôi không dám nhận tháo hỏi duyên cớ làm sao lộ thưa rằng tướng tôi chán không có chủ cốt mắt không vững con ngươi mũi không có súng cao gót không có gân chắc lưng không có chữ tâm giáp bụng không có chữ tam vương chỉ trị được quỷ núi thái sơn chứ không trị được người Tháo lại hỏi Người thử xem tướng ta ra làm sao Lộ nói Ngồi cao chùm cả bọn nhân thần Cần gì phải xem tướng Tháo hỏi gặng hai ba lần Lộ chỉ cười Nhất định không nói Tháo sai lộ xem tướng cho các quan văn võ Lộ nói Các quan đều là những bầy tôi đời Thái Bình cả Tháo hỏi những việc hay dở Lộ cũng không chịu nói hết người sau có thơ khen quản lộ rằng bình nguyên quản lộ bậc anh tài bắc đầu nam thần tính chẳng sai tám quẻ sâu xe tường việc quỷ sáu hào huyền bí xét cơ trời xem người biết trước người không thọ nghĩ bụng hay rằng bụng có tài chỉ tiếc một nghề thần bốc ấy sách đâu không để kế lâu dài Tháo lại sai bói việc Đông Ngô và Tây Thục. Lộ gieo quẻ xong, nói. Đông Ngô mới mất một viên đại tướng, mà ở Tây Thục thì có quân xâm phạm vào cõi ta. Tháo chưa tin. Chợt ở Hợp Phì có tin về báo rằng tướng Đông Ngô là lỗ túc giữ cửa ải lục khẩu mới mất. Tháo chịu cho là lộ bói giỏi, mới sai người vào hán trung dò la tin tức. Được mấy ngày có tin về báo rằng Lưu Bị sai Trương Phi Mã Siêu đóng đồn ở Hạ Biện Muốn cướp cửa ải của ta Thao giận lắm Muốn cất quân thân trinh vào Hán Trung Bèn sai quản lộ bói một quẻ Lộ nói Đại vương chớ nên khinh động vội Sang xuân hứa đô tất có hỏa tai Thao thấy lộ nói lắm câu nghiệm Cho nên chưa dám khinh động Bèn ở lại nghiệp quận sai Tào Hồng dẫn 5 vạn quân ra giúp Hạ Hầu Uyên, Trương Cáp cùng giữ Đông Xuyên. Lại sai Hạ Hầu Đôn lĩnh 3 vạn quân tuần phòng ở Hứa Đô, đề phòng việc bất chắc. Tháo lại cử trường sử là vương tất tổng đốc quân mã Ngự Lâm, chủ bạ Tư Mã Y nói. Vương tất nghiện diệu, tính rộng rãi, e không kham nổi trước ấy. Tháo nói. Vương Tất là người khéo ta trong lúc sông phe, chung gai gian khổ, trung thành, lại chăm chỉ, lòng như sắt đá, thật xứng đáng lắm. Liền ủy cho Vương Tất đem quân ngự lâm đóng ngoài cửa Đông Hoa thành hứa xương. Bây giờ có một người họ cảnh tên kỷ tự là Quý Hành, quê ở Lạc Dương. Trước đã có làm quan duyện ở phủ thừa tướng về sau được nhấc lên làm thị trung thiếu phổ. cùng với quan tư trực là vi hoảng chơi thân lắm hai người thấy tào tháo tiếm phong tước vương xe đi ăn mặc toàn dùng đồ thiên tử trong bụng rất bất bình năm kiến an thứ hai mươi ba tức năm hai trăm mười tám tháng giêng mùa xuân cảnh kỷ bàn với vi hoảng rằng giặc tháo gian ác mỗi ngày một tệ hơn sau này tất có việc cướp đoạt chúng ta là bầy tôi nhà hán lẽ đâu quên chúa mà giúp kẻ loạn thần vì hoàng nói rằng tôi có người tâm phúc tên là kim y vốn là dòng dõi tướng nhà hán tương kim nhật khi xưa vẫn có bụng muốn trừ tào tháo lại chơi rất thân với vương tất nếu được người ấy đồng mưu thì chắc xong việc lớn cảnh kỷ nói y đã chơi thân với vương tất thì sao chịu đồng tâm với ta vì hoàng nói hãy thử đến chơi nói chuyện xem làm sao hai người bèn đến nhà kim y y ra tiếp vào hậu đường ngồi chơi hoàng nói đức vĩ tên chữ của kim y cùng với vương trường sử chơi thân lắm hai chúng tôi lại cầu một việc ạ y hỏi các ông cầu việc gì hoàng nói tôi nghe ngụy vương nay mai tất thay ngôi nhà hán lên làm vua ông với trường sử chắc được nhắc lên làm quan to xin nhớ đến anh em mà dắt dìu nhau thì cảm ơn lắm y nghe nói phất tay áo đứng dậy đầy tớ vừa bưng trà lên y hắt đồ cả xuống đất hoàng giả cách giật mình nói được vĩ là cố nhân của ta sao bạc đãi anh em thế y nói ta chơi với các ngươi vì các ngươi là con cháu triều thần nhà hán nay không nghĩ đến báo ơn vua lại muốn giúp quân phản tạc ta còn mặt mũi nào chơi với các ngươi nữa cảnh kỳ nói chúng ta cũng biết thế là không phải nhưng bất đắc dĩ phải theo đó thôi y thấy nói càng giận lắm cảnh kỳ vi hoảng biết đích là kim y có bụng trung nghĩa mới đem tỉnh thực ra bảo rằng chúng tôi cốt muốn đánh giặc đến đây để bàn chuyện với ngài nhưng chưa biết bụng ngài thế nào nên chúng tôi nói thử đó thôi y nói nhà ta đời đời làm tôi nhà hán đâu có chịu theo giặc các ông muốn giúp nhà hán thì đã có mẹo gì hay chưa hoàng nói tuy là có lòng báo đền ơn nước nhưng chưa có mẹo gì đánh giặc y nói ta muốn trước hãy giết vương tất Cướp lấy binh quyền, rồi liên kết với Lưu Hoàng Thúc làm ngoại ứng, mới có thể đánh đổ được giặc Tào. Hai người vỗ tay khen mẹo ấy là hay. Y lại nói, ta có hai người tâm phúc, có thủ tháo giết cha, hiện ở ngoài thành, nên dùng làm vây cánh. Cành kỳ hỏi là ai? Y nói, con quan thái Y, Cát Bình, trưởng là Cát Mạc, tự là Văn Nhiên thứ là cát mục, tự là tư nhiên. Khi trước Tào Tháo vì việc đồng thừa, giết mất cha hai người ấy. Hai người phải trốn tránh nơi xa, được thoát nạn. Này đã lẻn về hứa đô, nếu bảo giúp ta đánh giặc nhất định nghe ngay. Cảnh kỳ vi hoảng mừng lắm. Kim Y mật sai người mời hai anh em họ cát. Một lát hai người đến, vì nói chuyện việc đánh Tào Tháo hai người căm tức ứa nước mắt khóc. Khí oán tức vùn vụt sông lên tận trời, thề giết giặc nước. Kim Y nói, đến đêm hôm giảm tháng riêng, trong thành đốt đèn cực nhiều, vui chơi đêm nguyên tiêu. Cảnh thiếu phủ, vi tư trực, hai ông nên đem ra đồng đánh đến trước dinh vương tất. Xem lúc nào có hiệu lửa thì chia làm hai đường kéo vào. Giết xong vương tất theo ta vào cung mời thiên tử lên lầu ngũ phượng triệu trăm quan đến dụ việc đánh giặc hai anh em cát văn nhiên thì ở ngoài thành đánh vào đốt lửa làm hiệu gieo gọi trăm họ để cùng giết giặc nước và chặn quân cứu viện ở trong thành khi nào thiên tử ban tờ chiếu chiếu an đâu đấy rồi thì tiến binh kéo đến nghiệp quận bắt tào tháo rồi lập tức cầm chiếu ra triệu lưu hoàng thúc về Hôm nay hẹn sẵn, đến canh hai đêm hôm ấy thì khởi sự, chớ có như đồng thừa mà mang vạ vào người. Năm người nhìn lên trời thề thốt, uống máu ăn thề, rồi ai về nhà ấy, sắm sửa khí giới quân mã đợi lúc khởi sự. Cành kỷ, vi hoảng, mỗi người có ba bốn trăm đầy tớ cùng sắm sửa đồ khí giới. Anh em các mạc cũng tụ tập được ba trăm người dự bị sẵn sàng, nói dối là đi săn bắn. Kimi đến chơi trước nhà Vương Tất, nói rằng, Hiện nay, bốn bể hơi yên, ngụy Vương uy khắp cả thiên hạ. Này gặp tiết nguyên tiêu, nên cho nhân dân đốt đèn vui chơi, để tỏ cái khí tượng đời thái bình. Vương Tất cho là phải, cáo dụ nhân dân trong thành chỗ nào cũng phải treo đèn, kết hoa, vui đêm nguyên tiêu. Đến đêm nguyên tiêu ấy, khí trời tạnh tẽ, trăm sao vàng vặc, khắp các phố phường đua nhau thả đèn hoa, kẻ đi người lại, vui vẻ chơi bời. Vương Tất cùng với các tướng ngự lâm uống rượu ăn yến ở trong dinh. Hết canh hai, bỗng nhiên trong dinh có tiếng hò reo, mé sau có lửa cháy. Vương Tất vội vàng chạy ra xem, thì đã thấy ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, tiếng hò chém giết rầm rĩ biết là có biến. Tất vội lên ngựa ra cửa nam, thì gặp ngay cảnh kỳ, bắn cho một phát tên, chúng vào bả vai, suýt lăn xuống ngựa. Tất bèn chạy về phía cửa tây, sau lưng có quân đuổi tới. Vương Tất sợ hãi, bỏ ngựa, đi bộ, chạy đến nhà Kim Y, gõ cửa. Nguyên Kim Y, một mặt sai người vào trong dinh đốt lửa, một mặt xuất lĩnh đầy tớ ra đánh, chỉ để vợ con ở nhà lúc ấy vợ con ở trong nhà nghe tiếng gõ cửa của vương tất tưởng là kim y trở về liền hỏi vọng ra rằng đã giết được thằng vương tất rồi à vương tất giật mình mới biết là kim y cũng đồng mưu bèn chạy tắt sang nhà tào hưu nói rằng kim y cảnh kỳ đồng mưu làm phản tào hưu vội vàng nai nịt lên ngựa dẫn hơn một nghìn quân vào trong thành đánh giặc trong thành bốn mặt lửa cháy chèm cả vào đến lầu ngũ phượng vua phải lánh vào trong thâm cung tướng tá tâm phúc nhà tào cố chết giữ lấy cửa cung nghe thấy người trong thành reo lên rằng giết cho sạch hết giặc tào để phò nhà hán nói về hạ hầu đôn phụng mệnh tào tháo lĩnh ba vạn quân đóng đồn cách thành năm dặm để tuần phòng hứa đô đêm hôm ấy trông thấy trong thành lửa cháy Đôn mới kéo đại quân về vây chặt Lý Thành, sai một toán quân vào tiếp ứng cho Tào Hưu. Đánh nhau mãi đến sáng, bọn cảnh kỷ vi hoảng không có người giúp đỡ. Chợt có tin báo Kim Y cùng hai anh em họ cát đã bị giết chết cả rồi. Hai người mới tháo đường chạy ra cửa thành, thì bị quân hạ hầu đôn bao vây và bắt sống. Hơn một trăm đầy tớ đều chết sạch. Hạ hầu đôn vào thành dập tắt lửa bắt hết cả họ hàng già trẻ năm nhà sai người báo với tào tháo tháo truyền đem ra chợ chém hết còn bao nhiêu quan lại lớn nhỏ trong triều đều bị giải đến nghiệp quận để tra xét hạ đôn ra lệnh điệu cành kỳ vi hoảng ra nơi hành hình cành kỳ thét máng rằng tào a à man tao sống không giết được mày thì chết tao cũng làm con ma dữ để giết mày thôi Quân sĩ lấy giáo sóc vào mồm kỳ. Máu chảy ròng ròng xuống đất. Kỳ mắng chửi hết hơi rồi chết. vi Hoàng thì đập mãi đầu xuống đất mà nói rằng Tức quá, tức quá. Rồi nghiến gãy răng mà chết. Đời sau có thơ khen hai người rằng Cảnh vi xứng đáng bậc danh hiền Đem nắm tay không chống cửa thiên Vận hán nào ngờ cây đã cỗi Suối vàng tấm tức dạ trung kiên hạ hổ đôn chém hết họ hàng năm nhà rồi giải các quan đến nghiệp quận thảo tháo cho dựng ở giáo trường một lá cờ đỏ ở bên tà một lá cờ trắng ở bên hữu hạ lệnh rằng bọn cảnh kỷ làm phản phóng hỏa đốt hơ đô chúng bay cũng có người ra cứu lửa cũng có người đóng cửa không ra hễ ai ra chữa cháy thì đứng ở dưới lá cờ đỏ ai không ra thì đứng dưới lá cờ trắng các quan nghĩ rằng chữa cháy tất không phải tội bởi thế nhiều người chạy đến đứng dưới lá cờ đỏ trong ba phần chỉ có một phần đứng dưới cờ trắng thao sai bắt hết cả những người đứng dưới cờ đỏ các quan kêu là không có tội thao nói bụng chúng mày bây giờ không phải là ra chữa cháy kỳ thực là ra để giúp giặc đó thôi liền sai điệu cả ra cạnh sông Trương Hà chém tuốt. Hơn 300 viên quan bị hại. Những người đứng dưới cờ trắng thì được tháo thưởng và tha cho về hứa đô. Bây giờ vương tất đã bị thương mà chết. Thao sai làm ma to, tống táng. Rồi cho tào hưu, tổng đốc cả quân mã ngự lâm. Trung do làm tướng quốc, hoa hâm làm ngự sử đại phu. Cài định lại tước hầu có sáu bậc 18 cấp, Tước quan Trung hầu 17 cấp, được đeo ấn vàng thao tía. Quan nội ngoại hầu 16 cấp, ấn bạc thao thâm. Ngũ đại phu 15 cấp, ấn đồng thao buộc kim tuyến. Định tước phong quan, triều đình lại đổi một loạt nhân vật. Tào Tháo bây giờ mới nhớ đến lời đoán trước của quản lộ, bèn trọng thưởng cho, nhưng lộ không chịu nhận lại nói tào hồng dẫn quân đến hán trung sai trương cáp hạ hầu uyên giữ nơi hiểm yếu còn mình thì tiến ra cự địch bây giờ trương phi và lôi đồng giữ ở ba tây quân mã siêu thì đã đến hạ biển siêu sai ngô lan làm tiên phong đem quân đi do thám vừa gặp quân tào hồng đến ngô lan muốn rút về có nhà tướng là nhâm quỳ nói rằng quân giặc mới đến nếu không đánh cho đổ cái nhuệ khí của nó đi thì mặt mũi nào về trông thấy mã mạnh khởi nữa nói đoạn vác giáo tế ngựa ra trận bên này tào hồng cũng múa đao tế ngựa xung ra hai bên đánh nhau chưa được ba hiệp nhâm quỳ bị chém lăn xuống ngựa hồng thừa thế đuổi giặc ngô lan thu to chạy về ra mắt mã siêu siêu giận mắng rằng mi chưa có lệnh của ta sao đã dám khinh địch để đến nỗi bị thua cô lan nói đó là nhâm quỳ không nghe lời tôi cho nên mới thua như vậy mã siêu nói một mặt phải giữ vững cửa ải không nên ra đánh nữa một mặt phi báo về thành đô đợi lệnh hồng thấy mã siêu luôn mấy hôm không ra sợ có mẹo lừa gì chăng liền dẫn quân về nam trịnh Trương Cáp lại ra mắt Tào Hồng, hỏi rằng, tướng quân đã chém được tướng giặc, sao lại rút lui? Hồng nói, ta thấy mã siêu không re, sợ có mưu khác, và lại ta ở nghiệp quận. Thần Bốc là quản lộ có nói, ở chỗ này tất tổn mất một đại tướng. Ta ngờ lời đó, cho nên không dám khinh chiến. Trương Cáp cười, nói rằng, Tướng quân cầm quân đã nửa đời người. Sau nay lại tin bói toán để sinh ra ngờ vực. Tôi tuy bất tài, cũng xin đem quân mã đánh lấy bà Tây. Nếu được bà Tây, thì lấy thuộc quận cũng dễ như bỡn. Hồng nói, tướng giữ bà Tây là Trương phi, không phải tầm thường, chớ nên khinh địch. Trương Cáp nói, người ta đều sợ trương phi, tôi thì coi y như đứa con nít vậy. Phen này, Đi chắc bắt súng được đi. Hồng nói, nếu sửa xuất thì thế nào? Cáp nói, xin chịu quân lệnh. Hồng bắt làm tờ cam đoan, trường cáp kéo quân đi. Rõ là, tự cổ kêu binh nhiều thất bại, thói thường khinh địch ít thành công. Chưa biết được thua ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.